Quả và chim sẻ Bangladesh Ngày xưa có một con chim sẻ làm bạn với một con quạ. Một hôm, lúc hai con đi kiếm mồi, quạ nhìn thấy có một ít quả ớt chín đỏ phơi trên chiếu. Quạ bảo sẻ Bạn hãy nhìn những quả ớt kia, ta thử thi nhau xem ai ăn được nhiều nhất. Được, sẽ đáp lại. Vậy hễ ai thắng sẽ được ăn thịt kẻ thua, quả nói. Sẽ cười và nhận lời, vì nó nghĩ quả chỉ nói đùa. Bạn bè ai lại ăn thịt nhau? Sẽ ta ăn ớt, đếm một cách thật thà, còn quả ta gian lận. Nó ăn một quả thì giấu ba quả ở dưới chiếu, không để sẽ trông thấy. Thế là tôi thắng đấy nhé, quả nói giờ thì tôi sẽ ăn thịt anh. Cuối cùng sẽ mới hiểu ra là quạ nói nghiêm chỉnh. Nó liền bảo quạ. Thôi được, tôi sẽ giữ lời hứa. Nhưng trước khi anh ăn thịt tôi, anh phải rửa sạch cái mỏ của anh đi. Vì người ta ai cũng biết anh là một loài chim bẩn, vẫn ăn những thứ bẩn thiểu. Quạ liền ra bờ sông, cất tiếng kêu to. Sông ơi, sông ơi, cho ta ít nước, để ta rửa mỏ, để ta tắm sạch, đặng ăn thịt sẻ. Sông đáp lại. Mày muốn ít nước à? Được, nhưng ai cũng bảo mày xưa nay ăn toàn những thứ bẩn thiểu. Nếu mày muốn rửa mỏ trong nước của tao, mày phải lấy một cái lọ để đựng nước. Sau đấy mày muốn lấy bao nhiêu cũng được quả liền đi đến nhà bác thợ gốm ở trong làng và kêu to: bác gốm, bác gốm, làm tôi cái lọ để đựng ít nước, để lau cái mỏ, để tôi tắm sạch, đặng ăn thịt sẻ. Bác thợ gốm đáp lại: mày muốn có một cái lọ à? được. nhưng hiện nay tao chưa có đất sét, mày hãy đi kiếm một ít mang về đây, tao sẽ nặng lọ cho. Quạ ra ngoài cánh đồng, bắt đầu lấy mỏ để đào đất. Đất bảo nó: "Cả thế giới này đều biết mày xưa nay chỉ ăn toàn những thứ bẩn thiểu. Nếu mày không dùng xẻng thì tao không cho mày đào đất của tao đâu." Quạ liền đi tìm bác thợ rèn trong làng. Bác này đang sửa một cái bánh xe. Quạ bảo: "Bác rèn, bác rèn, làm tôi cái xẻng để đào ít đất." để nặng cái lọ để múc ít nước để lau cái mỏ để tôi tắm sạch đặng ăn thịt sẻ bác thợ rèn trả lời mày muốn có một cái xẻng à được thôi nhưng mày thấy đấy lò tao chưa có lửa nếu muốn tao làm cho mày một cái xẻng thì mày phải mang đến cho tao một ít lửa quạ liền đi đến nhà một người nông dân ở gần đấy vợ bán nông dân đang thổi cơm ở trong sân. Quả kêu to. Bà nông dân ơi, cho tôi ít lửa, để rèn cái sẻn, để đào ít đất, để nặng cái lọ, để múc ít nước, để lau cái mỏ, để tôi tắm sạch, đặng ăn thịt sẻ. Vợ bác nông dân nói, Mày muốn xin lửa à? Được thôi, nhưng mày mang lửa đi như thế nào được? bà cứ đặt nó lên lưng tôi, quạ nói. Vợ bác nông dân đặt lửa lên lưng quạ, lập tức lông quạ bén lửa bốc cháy. Con quạ tham lam gian xảo bị cháy thành than, còn chim sẻ thật thà sống đến già lụ khụ. Chuyện hổ giúp đỡ Hiodon triều tiên. Chuyện này xảy ra từ xa xưa lâu lắm rồi khi loài hổ còn biết tiếng nói của con người. Có một người đàn bà nghèo sống trong làng nhỏ ở một vùng núi hẻo lánh và bà có người con trai tên là Hiodon. Mới 15 tuổi đầu, nhưng Hiodon đã là một tay thợ săn thú, lại giỏi đốn củi đẳng cây. Chiều về Hiodon mang theo những thứ săn bẫy được để mẹ làm thức ăn, rồi xuống thung lũng đem củi ra chợ bán cả làng đều biết chàng trai yêu thương và kính trọng người mẹ mình như thế nào. Vì thế mọi người mới gọi chàng trai Hiodon có nghĩa là đứa con hiếu thảo. Nhưng rồi bỗng tai họa ập đến, người mẹ của chàng trai dũng cảm lâm bệnh. Suốt ngày Hiodon ngồi bên giường mẹ, ân cần hỏi han mẹ. Mẹ ơi, mẹ đau ở đâu? Mẹ không đau chỗ nào hết con ạ, à. Bà mẹ đáp. Có điều không hiểu vì sao mà mẹ không thể trở dậy được. Khi đó Hi đôn đi mời các thầy Lan đến nhà chữa chạy cho người mẹ yêu kính. Các thầy lang kê đơn cho bà uống những thứ thuốc quý hiếm nhất, cam đoan chẳng bao lâu nữa bà sẽ bình phục. Bà mẹ Hi đôn uống đủ thứ thuốc, nhưng chẳng có thuốc nào làm cho bà khỏi bệnh. Ngược lại, càng ngày bệnh tình của bà lại càng trầm trọng hơn. Rồi một hôm, đôn đang ngồi bên giường bà mẹ thì đột nhiên nghe có tiếng ai vọng tới. Ở cách đây rất xa có loài cỏ bất tử, không có chứng bệnh nào mà loài cỏ ấy không chữa lành. đôn vội chạy ra cửa thì nhìn thấy có một cụ già nhỏ nhắn đang ngồi gần cổng ra vào, tay chống cây gậy hodon liền chạy đến đó kính thưa cụ có phải cụ vừa nói về loài cỏ bất tử không ạ à? mẹ cháu đang ốm nặng không có thứ thuốc nào chữa khỏi cụ già cười khẩy đưa tay lên vuốt râu ờ nói thì lão có nói đấy có loài cỏ như vậy có điều không dễ gì tìm được nói rồi cụ già đứng dậy bỏ đi Hiodol vội lẻo đẻo đi theo năn nỉ. Ông ơi, xin ông bảo cho cháu biết loài cỏ ấy mọc ở đâu. Cháu phải tìm bằng được ra nó. Mẹ đang ốm, không có thuốc, mẹ cháu chết mất. Cụ già đưa mắt nhìn Hiodol, ngẫm nghĩ một lát rồi tư lự nói. Thôi được Hiodol, lão nói cho con biết loài cỏ ấy mọc ở đâu rõ là chẳng phải bỗng dưng mà người ta gọi con là đứa con trai hiếu thảo một khi con không quản đường xa quyết chí đi loài cỏ bất tử mọc trong một khe sâu người ta gọi khe núi ấy là khe cọp đêm đêm những con hổ hung ác về tụ họp tại đó chia nhau mồi phải xuống dưới khe tìm đến cây tùng trăm tuổi dưới gốc cây tùng có thứ hoa đỏ thắm con hãy ngắt thứ hoa đỏ mang về cho mẹ con. Mẹ con ăn thân hoa, thế là bệnh tình khắc hỏi hết. Chỉ có một điều phải tránh là chớ có rơi vào răng hổ. Cụ già nói rồi, liền biến đi đâu mất, không để lại dấu tích gì. Hiodon dụi mắt nhìn quanh. Không lẽ mình vừa ngủ mơ sao? Nghĩ bụng, Hiodon nhìn kỹ xung quanh thì thấy chiếc gậy đúng là chiếc gậy cụ già vừa chống còn nằm đó dưới đất. vậy quả thực cụ già thông thái vừa có ở đây. Hiu Đôn mang theo tên nhỏ từ biệt bà mẹ đang ốm, sau khi nhờ hàng xóm trông nom bà giúp mình, ra đi tìm khe cọp. chàng trai mãi miết đi suốt ba ngày ba đêm, hết trèo lên núi cao lại lần xuống thung sâu. Cuối cùng Hiodon đi tới dãy núi Pectusan. Trên đầu là bầu trời đêm tối om bao phủ. Những rặng tung bách cổ thụ ri rầm. Đằng xa ông ba mươi, chúa tể của núi rừng gầm thét, thử giọng. Hẳn là phải đợi đến sáng. Hiodon nghĩ bụng. Dù sao đi nữa, tối tăm thế này cũng chẳng nhìn thấy bông hoa đỏ. Theodon leo lên một cây tùng cao to để thú dữ không làm hại được mình, thu xếp một chỗ nằm thuận tiện trên đó, rồi thiếp đi. Đến khi chàng trai sực tỉnh thì mặt trăng đã lên cao soi sáng vằn vặt. Không hiểu mẹ ta ở nhà ra sao. Theodon trằn trọc nhớ tới mẹ. Vừa nghĩ bụng như vậy, chàng trai liền nghe thấy tiếng hổ gầm. Cả bầy hổ gầm thét hung tợn, còn đâu đó lại là tiếng hổ con khóc kêu, tiếng khóc thảm thiết yếu ớt. chuyện gì lạ vậy? hiu đôn băng khoăn. vừa lúc đó một cái bóng đen đổ xuống mặt chàng trai. hiu đôn ngẩng lên thì thấy một con chim đại bàng đang bay trên đầu mình, móng vuốt quắp theo chú hổ con. chú hổ con giãy dụa kêu khóc. hiu đôn tức giận cha, dạ, quân ăn cướp, bay không biết xấu hổ, đi ăn hiếp bé con, hãy nhận lấy đây. Hiêu đôn tháo cây nỏ tinh cậy đeo trên vai ra, kéo căng dây cung, phóng một mũi tên bay thẳng nhằm trúng tim đại bàng. Con đại bàng rũ cánh rơi xuống đất, bay hổ chạy ùa tới chỗ con hổ con, âu yếm liếm vết thương cho hổ con. Hổ mẹ sung sướng cứ ngây người ra nhưng hổ bố lên tiếng hỏi. Ai cứu hổ con chúng ta nhỉ? Ai đã giết chết đại bàng? Bè hổ nhìn nhau, đi sụp sạo khắp bãi cỏ, nhưng chẳng tìm thấy ai. Bây giờ hổ con bật cười. Người đã cứu con đang ngồi cao trên đầu chúng ta kia kìa. Bè hổ ngẩng nhìn lên thì thấy Hiodon Chúng liền quay quanh gốc cây tùng mà đôn ngồi trên đó, lớn tiếng hỏi. Hỡi con người phúc hậu, người làm gì ở đây? Có việc chi mà người đến với chúng tôi? đôn kể hết mọi chuyện. Bè hổ ngẫm nghĩ. Sau đó hổ mẹ bèn nói. Tôi biết bông hoa đó mọc ở đâu. Hãy ngồi lên lưng tôi. Tôi sẽ đưa người đến gốc cây tùng cổ thụ trăm tuổi Theodon ngồi lên lưng hổ mẹ, bám chặt hai tay hổ. Hổ mẹ lại đi như bay tới khe núi. Hổ mẹ phóng chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù, vậy mà mãi vẫn chưa hết khe núi. Mặt trời đã mọc mà hổ mẹ vẫn tiếp tục chạy lướt đi trên mặt đất. Cuối cùng, hổ mẹ đứng khựng lại dưới gốc cây tùng cổ thụ trăm tuổi. Theodon ơi, người xuống đi, bông hoa đỏ mọc ở đây rồi đưa mắt nhìn, Đôn thấy ngay bông hoa đỏ đẹp tuyệt vời mọc dưới gốc cây tùng. chàng trai cẩn thận hái bông hoa để vào ngực áo, còn hổ mẹ ân cần bảo: Đôn ơi, lại leo lên lưng tôi, tôi sẽ đưa người trở về nhà. Đôn leo lên lưng hổ mẹ, hổ mẹ lại lao đi như ngọn gió lốc cuốn qua các núi non thung lũng, và đây đã là xóm làng thân thuộc hiodôn xuống khỏi lưng hổ mẹ cám ơn hổ mẹ rồi vội chạy về nhà bà mẹ hiodôn ăn hết thân bông hoa đỏ lập tức bệnh tình như có tay ai lấy đi biến mất hẳn vẹt và gà trống đã tìm thấy bạn như thế nào ấn độ vẹt tô ta là con chim đẹp nhất trong số hàng vạn con chim trong rừng nhưng đáng tiếc cũng là kẻ ba hoa nhất vả lại đúng là nó nói chứ không phải hót như đa số các con chim khác và lúc nào cáu giận nó thường lặp đi lặp lại vài lần một từ ví dụ khi nghe một chú chim nào đó hót nó liền hét tướng im đi điều gì xấu xa vậy thật ghê tởm im đi chú chim liền bực tức bay đi chỗ khác tránh xa con vẹt hay gây gỗ. Nhưng Tô Ta đã tìm ngay được chú chim khác để gây sự. Nó lại hét lên. Im đi! Điều gì xấu xa vậy? Thật là ghê tởm! Im đi! Vẹt gây sự với tất cả mọi người vào bất cứ lúc nào. Không thể sống nổi với nó khi không có ai để mắng chửi vẹt hét tướng lên một cách đáng ghét tán tụng vẻ đẹp của bản thân không có con chim nào đẹp hơn ta ta thật là đẹp đầu ta xanh biếc vòng cổ ta màu vàng cổ ta màu hồng cánh ta xanh lá cây đuôi ta màu ngọc bích ta đẹp thật đấy không ai phản đối nó cả vì các con chim không thể không đồng ý là bộ lông của vẹt tuyệt đẹp nhưng có một lần một lần tại khu rừng nơi tô ta sinh sống xuất hiện một đôi chim kỳ lạ chàng và nàng chàng lông màu vàng đỏ với một cái màu đỏ rực rỡ trên đầu một cái đuôi cong dài vàng óng ánh nàng bạn gái của chàng là một con chim giản dị với bộ lông xám nâu nhưng nàng rất duyên dáng và hiền dịu chàng đi trước dán đi kiêu hãnh chân với cựa dài nhắc cao nàng khiêm tốn đi theo sau thật là một cặp kỳ lạ những con chim chưa ai thấy bao giờ lũ chim nín lặng ngay cả tô ta cũng ngừng ra lệnh cho mọi người nhưng nó không im được lâu ngay lập tức nó hét tướng lên đứng lại điều gì xấu xa vậy thật ghê tởm. Đứng lại! Con chim màu đỏ dừng lại. Nó nghiêng đầu ngắm vẹt. Tô ta ưỡn ngực, xòe cánh và hét to hơn. Đứng lại! Im đi! Điều gì xấu xa vậy? Con chim lạ chẳng thèm cãi nhau với vẹt. Nó xòe đôi cánh vàng ống, bay lên cành cây nơi vẹt đứng, mổ cho vẹt một cái nên thân. Lấy cửa đá cho vẹt cái nữa, và bay xuống đất. Tất cả chỉ có thế, mọi việc diễn ra trong im lặng. Các con chim thán phục. Thật dũng cảm, Tô Ta im miệng kìa. Tô Ta im lặng thật, nó trố mắt nhìn con chim lạ. Con chim màu đỏ bước ra trảng cỏ một cách bình thản, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra. Nó cúi chào lũ chim và nói một cách không kiêu ngạo nhưng đầy tự trọng xin chào các bạn tôi là gà trống tôi tên là mơ kha đây là vợ tôi mơ khi chúng tôi định tới đây sinh sống các bạn có cho phép không lúc lâu vì quá ngạc nhiên lũ chim nín thinh nhưng sau đó sực tỉnh chúng kêu bằng đủ các loại giọng tất nhiên rồi các bạn hãy sống ở đây chúng tôi rất mừng tôi ta lặng thinh nhưng chẳng ai chú ý đến điều đó Chúng tôi sẽ dần dần làm quen với các bạn và các quy tắc của các bạn và chúng tôi sẽ phục tùng các quy tắc ấy. Nhưng có điều, gà trống đưa mắt nhìn tôi ta. Tôi sẽ không cho phép ai hét lên ra lệnh cho chúng tôi. Đúng đấy, không ai cho phép người khác ra lệnh cho mình cả. Có lẽ đó là quả Khác nói. Và thế là Mơ Kha và Mơ Khi tới sinh sống ở vùng đó họ là một cặp vợ chồng hòa thuận và là những người hàng xóm dễ tính hiền lành họ nghỉ ngơi và ngủ đêm trên cây nhưng lại làm tổ dưới đất chẳng bao lâu trong tổ của họ xuất hiện những quả trứng xinh xinh màu trắng mơ khi nằm ấp trứng còn mơ kha ân cần chăm sóc mơ khi nó mang về cho vợ hạt cây chun sâu bọ tất cả lũ chim đều quý mến hai vợ chồng chim nọ. Hơn nữa, việc chúng đến đây sinh sống khiến Tô Ta ít lắm lời hẳn. Nó gần như thôi không ra lệnh cho mọi người nữa. Nhưng nó vẫn tiếp tục tán dương vẻ đẹp của bản thân. Chẳng ai ngăn cản nó làm điều đó cả. Bởi lẽ ai cũng có quyền có bài ca của mình và ai cũng được quyền hát. Thích thế nào và biết thế nào thì hát. Đó là luật rồi và việc ta ca nghĩa là nó nói đấy nó vừa ca vừa thưởng thức giọng hát của mình và lời hát thế này tô ta thật xinh đẹp không thể tìm ai xinh hơn mà tô ta chính là tôi đấy bài ca của tôi có hay không và nó lại hát lại từ đầu nó không thể sáng tác được bài hát nào dài hơn và khá hơn mơ kha hát tuyệt hay nhưng điều quan trọng là nó luôn hát vào một giờ nhất định. Nó sang sản gáy vào lúc bình minh, ai cũng có thể nghe thấy. Khi mặt trời lặn, nó cũng cất tiếng ca. Tất cả chim chóc đều hiểu rằng đã đến giờ đi ngủ. Lũ chim cứ sống như thế. Chúng hiểu rõ nhau và sống với nhau rất hòa thuận. Nhưng một ngày kia trong rừng xuất hiện người. Người vào rừng để nhặt nấm, hái quả và các loại cỏ. Hái đầy hai cái giỏ lớn, anh ta ngồi xuống nghỉ. Lũ chim lúc đầu vì sợ người nên im bặt cả, nhưng giờ lại hót líu lo. Người mỉm cười, anh ta rất thích nghe dàn đồng ca của loài chim. Anh chú ý lắng nghe giọng của từng con chim và đưa mắt tìm chủ nhân của giọng hót đó. Bằng cách ấy mà anh nhìn thấy Tô Ta anh rất thích nó. Quả là người không thích bài ca của vẹt tí nào, nhưng bộ lông của nó khiến anh phải thốt lên: "Cha ơi, thật là đẹp!" Tô ta rất hả dạ và nó muốn người ngắm nó rõ hơn. Nó rời cành cây, bay đến đậu trên vai người. Ôi người đẹp! Người cười và ngắm nghía cánh vẹt thật thích khi bạn được người ta khen ngợi vuốt ve tôi ta nghĩ và quyết định sẽ sống cùng người người sẽ là người bạn đầu tiên người bạn duy nhất của ta nó quyết định lấy mỏ cọ khẽ vào cổ người bạn là đứa trẻ nghịch ngợm người nói có lẽ anh ta còn nói nữa nhưng bỗng anh trông thấy gia đình đông đúc của gà trống mơ kha kiêu hãnh đi đầu sau đó là mơ khi cuối cùng là mười chú gà con lông vàng liếp chiếp chạy theo chúng tiến tới sát chân người người nhìn xuống và thấy sát chân mình là ổ của gà mơ khi lao ngay vào trong ổ xòe cánh ra lũ gà con chui ngay xuống dưới cánh nó mơ kha nhảy lên cây và gáy rất to cu cu re cu Trời bắt đầu tối, mặt trời đã lặn, tất cả chim chóc đều đi ngủ. Đêm đen kịch, người không sợ phải ngủ lại trong rừng ở vùng này không có thú dữ. Khi người tỉnh dậy, trời hãy còn tối. Anh còn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu, thì nghe tiếng gáy, và ngay lập tức những ánh bình minh đầu tiên xuất hiện. Ô, oh, đây không phải là con chim thường. Nó báo hiệu mặt trời lặn và mặt trời mọc. Người nghĩ. Lúc đó chim chóc cũng bừng tỉnh. Chúng liếu lo hết. Mơ Kha bay từ trên cây xuống và trở về với gia đình. Mơ Khi xòa cánh ra, lũ gà con chui từ trong ra, nhảy xuống cỏ. Người cho tay vào túi và rút ra những hạt thóc mẩy nhất, ngon lành nhất. Anh ném xuống cỏ. Mơ Kha mổ một hạt, nó nhắm mắt lại để thưởng thức. Sau đó, nó rủ mơ khi và lũ gà con ra nhặt thóc. Bạn thật chu đáo. Người cười. Bỗng anh cảm thấy có ai đó kéo tay anh. Đó là Tô Ta. Nó ghen tức. Này anh bạn. Người nói. Anh bạn có vẻ ngốc nghếch thật. Nếu anh định đến sống với ta, ta sẽ nhét anh vào lòng đấy anh chỉ có thể để mà ngắm nghía thôi sau đó người dơ giỏ lên chào lũ chim xin tạm biệt các bạn và anh lên đường về nhà một lát sau anh nhận thấy tô ta bay theo sau anh còn dưới mặt đất mơ kha và mơ khi cùng dẫn đầu đàn gà con lục tục kéo theo sao vậy các bạn muốn rời rừng à người dừng lại hỏi thôi được người đổ hết nấm trong một cái giỏ ra hãy ngồi vào đây tôi sẽ mang các bạn đi đường xa đấy người đặt cả gia đình mơ kha vào giỏ lũ gà có vẻ sung sướng lắm bạn sẽ đánh thức chúng tôi dậy người mỉm cười có lẽ vẹt ta chẳng hài lòng lắm nhưng nó đủ thông minh để không tỏ thái độ gì cả nó bay đến đậu lên vai người và hát bài ca yêu thích của mình con vịt chân đỏ. Bắc Mỹ. Ngày xưa, ở giữa rừng già âm u có một người da đỏ tên là Nỏ Căng. Ngày nào anh cũng vào rừng săn thú và đặt bẫy. Khắp vùng không có người thợ săn nào giỏi bằng anh. Một hôm, Nỏ Căng bơi thuyền trên một con sông lớn. Ở gần chỗ anh định cập bến, Nỏ Căng trông thấy một cô gái ngồi trên tảng đá ven bờ tóc cô đen nhánh như nước sông ban đêm dưới ánh trăng nó căng chèo thuyền thật khẽ để cô gái xinh đẹp lạ mặt khỏi sợ và anh nghĩ giá mà cô gái kia bằng lòng làm vợ ta nhỉ anh định lại gần nhưng cô gái bỗng giật mình nhìn anh thợ săn đang chèo thuyền tới rồi cô nhảy xuống nước và biến mất nổ căng buông mái chèo anh nhìn mãi vào chỗ nước đang gợn sóng nơi cô gái khuất dạng cô gái ấy tên cô là cánh đen sống ở đáy sông còn những con cá nhiều màu sắc là chị em của cô cô bơi về với mẹ cô và kể rằng suýt nữa cô bị một anh thợ săn bắt cóc có lẽ anh ta muốn lấy con làm vợ đấy mẹ cô đáp con chẳng nên sợ anh ta ngày mai con lại lên ngồi ở đó cứ để anh ta nói chuyện với con chiều hôm sau anh thợ săn lại chèo thuyền về từ xa anh đã trông thấy cô gái vẫn ở chỗ hôm trước nõ căng cho thuyền chạy thẳng tới chỗ cô gái nhưng cô vẫn ngồi yên quay mặt về phía anh cô khẽ nói anh thợ săn anh lấy em làm vợ nhé thế là nõ căng tìm được vợ tối hôm ấy anh nấu món thịt hải ly anh cùng vợ ăn một nửa còn một nửa anh cất đi ở lều của nỏ căng có những tấm da thú mềm mại vợ anh được ngủ rất ngon trên đệm ấm sáng hôm sau khi cánh đen thức giấc cô thấy trong lều không có ai anh thợ săn phải đi săn xa nên anh dậy từ trước khi mặt trời mọc ở nhà người vợ đi tìm thức ăn mà chẳng thấy gì chỗ thịt hôm qua còn lại đâu ấy nhỉ cánh đen ngạc nhiên buổi chiều nỏ căng đi săn về anh lại bắn được một con hải ly anh lại nấu nướng bữa tối còn bao nhiêu thịt anh lại cất đi cánh đen lại ngủ rất say rồi sáng hôm sau cô lại không hiểu thịt hải ly cất ở đâu hôm thứ ba nỏ căng đem về một con hươu cũng như mọi khi anh cắt một miếng thịt to cho vợ ăn bữa tối thật no còn bao nhiêu anh lại cất đi vợ anh đi nằm giả vờ ngủ nhưng cô vẫn hé mắt nhìn chồng cô rất muốn biết chồng cất thịt ở đâu lát sau nõ căng lắng tai nghe vợ anh đã thở đều đều vậy là cô đã ngủ say anh lấy một cái lẳng nhỏ đang bằng cành cây bu lô mở ra và lúc ấy cánh đen suýt nữa kêu lên vì ngạc nhiên từ trong lẳng một người nhảy ra người này bé tí chỉ bằng ngón tay anh ta đỏ chót như được tắm trong sơn đỏ còn hai vai anh ta có những món tóc đen từ trên đầu rủ xuống anh ta lập tức ngốn hết tất cả những gì nõ căng đưa cho nhưng không nói một lời nào nõ căng chải đầu cho anh ta tắm rửa cho anh ta rồi lại đặt anh ta vào lẳng cánh đen nằm suốt đêm mắt nhắm lại nhưng cô không sao ngủ được cái người tí hon đỏ chót ấy là ai nhỉ cô ngẫm nghĩ rạng sáng nỏ căng khẽ khàng ra khỏi lều tấm che cửa vừa buông xuống sau lưng anh là cánh đen liền bật dậy và lao đến chỗ cái lẳng hé mở nắp lẳng cánh đen lặng người từ trong lẳng đang hoảng sợ nhìn cô là người đỏ giống y hệt chồng cô ra đi cánh đen dịu dàng nói nhưng người tí hon chui vào một góc và im lặng cánh đen muốn bắt lấy anh ta nhưng anh ta lẫn rất khéo khỏi tay cô cái lẳng nhỏ thôi cho nên rốt cuộc cánh đen cũng bắt được người đỏ cô đưa anh ta lên sát mắt để nhìn kỹ xoay hết đằng nọ đến đằng kia người tí hon im lặng nhìn cánh đen nhưng bỗng nhiên bỗng nhiên anh ta hơi nhảy lên, vung hai tay như hai cái cánh, và biến mất. Cánh đen lục lọi khắp lều. Rủ đi rủ lại tất cả các tấm da dưới sàn, cả những tấm treo trên tường, nhưng không thấy người tí hon đâu. Cánh đen hoảng sợ. Biết làm thế nào bây giờ? Cô chạy khỏi lều và ở ngoài sáng, cô thấy hai bàn tay cô đều đỏ. Cánh tay cô cũng đầy những vết đỏ đến tận khủy, như bị nước các quả chín mọng bắn vào. Nhìn xuống dưới, cô thấy hai bàn chân cũng đầy những vết đỏ. Đó là kỷ niệm của người tí hon để lại. Cánh đen lao ra suối, lội xuống nước lạnh. Cô lấy rễ cây, lấy cát, lấy đất, cọ hai bàn tay. Cô thử mọi cách, nhưng thậm chí các vết đỏ chẳng hề nhạt đi. Khi nỏ căng đi săn về, anh lập tức trông thấy tay vợ đỏ nó căng đến chỗ cái lẳng trong lẳng không còn gì em tôi đâu người thợ săn nghiêm khắc hỏi cánh đen cúi đầu cô có thể trả lời gì được nó căng im lặng cánh đen chạy ra khỏi lều và cứ thế chạy thục mạng qua các bụi cây ra sông nó căng chạy theo vợ đến bờ nơi lần đầu tiên cô trông thấy anh thợ săn cánh đen nhảy xuống nước nhưng khi làn nước lạnh vừa chạm vào người cô, cánh đen biến ngay thành con vịt. Trên lông con vịt ấy mãi mãi còn những vết đỏ, và cho tới nay nó vẫn bơi bằng đôi chân đỏ. Cánh đen phải trả giá về tính tò mò của cô như thế đấy. Cá voi và quạ Người da đỏ Mỹ Theo những chuyện vừa kể, Hình như phần lớn những cuộc phiêu lưu nơi giống vật trên đất người da đỏ thuộc về chó sói và thỏ. Nhưng ở miền Tây, có một kẻ mạo hiểm nổi tiếng khác là con quạ. Đã rất lâu, quạ thèm được nếm thịt cá voi. Nhưng làm sao bắt nổi con mồi khổng lồ ấy? Quạ huynh hoang tự nhủ. Ta sẽ trói một con cá voi và sẽ giết nó, nó cất cánh bay đi mượn một dây thòng lọng dài và rất chắc của người da đỏ, rồi phục trên bờ biển chờ cá voi đi qua. Đến trưa, một con cá voi đồ sộ xuất hiện, dài như một cây lớn bị hạ nằm dưới đất, nó phun ra những tia nước làm rung cả những tảng đá ở bờ biển. Quả quay dây thòng lọng ba vòng rồi quăng đi rất khéo, khiến dây thắt chặt vào mũi cá voi. Xong quạ không đủ sức đấu với gã khổng lồ của biển cả cá voi chỉ hất đầu một cái về phía sau là con quạ đang nắm chắc một đầu dây thòng lọng trong chớp mắt bị kéo mạnh đến gần cái miệng to tướng của cá chẳng ngần ngại cá voi đớp luôn cả con quạ và dây thòng lọng bay chập choạng trong cái buồng lớn quạ thầm nghĩ sao trong này tối thế ta phải nhóm lửa lên xem sao quả như đang ở trong một cái hang mà thành hang thường xuyên nở ra co lại và ở giữa hang có một tảng đá lớn cứ nhô lên hạ xuống cái gì thế này quả tự hỏi bay đến gần mổ liền mấy cái vào tảng đá ấy ôi hãy để cho tim ta được yên giọng ồm của cá voi kêu lên chà quả tim nó quả mổ liên tiếp Mỗi thật mạnh một lúc thì tim cá voi ngừng đập. Ôi! Cá voi trút hơi thở cuối cùng, thân nó bị lật ngược, bụng dơ lên trời. Người quạ bị lay động dữ dội và lửa tắt. Ta thắng rồi! Quạ phẫn quá hét ầm lên. Nhưng niềm vui của nó tắt ngấm ngay. Bây giờ làm sao thoát khỏi nơi này? nó mổ, mổ hết sức vào thành cái nhà tù đang giam chặt nó. Vô ích, không sao đục được một lối ra. Quả, quả, quả. Nó kêu lên, hy vọng có ai ở ngoài nghe thấy. Đúng lúc ấy, những đứa trẻ đang chơi trên bãi biển nghe thấy tiếng quả kêu. Nhìn thấy con cá voi trôi dạt lên bình trên mặt nước, chúng chạy về làng báo cho người lớn nhiều người da đỏ chạy ngay ra với những mũi lao móc và những con dao lớn quạ nghe rõ tiếng nói xôn xao và nhiều tiếng động khác khi người ta bắt đầu xẻ từng tảng lớn thịt cá voi những mũi lao móc đã ngập sâu vào bụng cá voi thấy một lỗ hổng quạ luồn ngay vào đấy và chui ra ngoài trời dưới con mắt kinh ngạc của người làng nó bay đi và đậu xuống một cành cây tùng ở khu rừng bên cạnh khi đã đỡ căng thẳng và chuốt xong bộ lông, nó bắt đầu ganh tị với người da đỏ. Nó út ức kêu lên. Chính mình đã chiến đấu với cá voi, đã giết nó. Còn họ thì chỉ việc chạy đến và ăn. Quạ, quạ, không thể thế được. Nó ra khỏi rừng, nhặt một nắm cỏ khô làm thành một chòm râu và bộ tóc giả. Cải trang làm thầy phù thủy, nó chống một cái gậy và đi cà nhắc đến làng. Nó gõ cửa căn nhà đầu tiên. Ta là một phù thủy kỳ tài. Nó nói khi chủ nhà mời quạ vào trong nhà. Các thần linh cho ta biết tất cả các người đang ở trong cơn nguy hiểm lớn. Ta đến để báo động cho các người. Cơn nguy hiểm gì ạ? À? Một chiến binh trẻ ngồi gần cửa ra vào lễ phép hỏi. Còn cá voi chết là điềm báo cái chết đang đến. Quạ, Phù thủy trả lời: Ngay bây giờ các ngươi phải hạ thuyền xuống nước và bơi ra biển khơi. Ở đó các ngươi sẽ được bình yên. Nhưng nếu một kẻ nào trong các ngươi ở lại đằng sau thì con quạ ngừng một lát, nghiêng đầu sang một bên như nó đang lắng tai nghe một thần linh vô hình, rồi nó nói tiếp: Chỉ một kẻ các ngươi ở lại đằng sau là tất cả các ngươi sẽ chết. Trốn ngay đi nếu các ngươi muốn sống những người da đỏ không chờ nhắc lại lần thứ hai. Như một vệt dài thuốc súng cháy lan, tình đó truyền rất nhanh khắp làng. Và những chiếc thuyền tức tốc rời bờ biển ra khơi. Con quạ đứng gần sát cá voi, vùng cây gậy ra bốn phía như xua đuổi cái chết. Khi mấy cái thuyền đã mất hút nơi chân mây, bộ dạng con quạ thay đổi hẳn. Vứt bỏ râu tóc giả, nó thèm thuồng ngắm nghía cái núi thịt đang chờ nó chọn miếng ngon nhất, nó cứ vừa ăn vừa hét toán lên.